Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày mùng 10 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Và các bạn, chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành có liên quan. Hôm nay, Đảng ủy Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, tổng kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh với Ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Phó Trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, phát biểu thảo luận về dự án đường vành đai 4 tổ chức hội nghị gặp mặt cộng tác viên tiêu biểu năm 2022. Những năm gần đây, đặc sản vải trứng Hưng Yên được đông đảo người tiêu dùng gần xa biết đến và yêu thích. Hiện các hộ dân trồng vải trứng đang phấn khởi thu hoạch vụ vải vừa được mùa, vừa được giá. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên tìm hiểu về loại đặc sản này. Thưa quý vị và các bạn, để thích ứng với việc giá xăng dầu tăng cao, các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có những biện pháp hiệu quả nhằm giảm chi phí vận hành, duy trì và ổn định hoạt động. Thời gian qua, thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động thành lập và duy trì nhiều mô hình tổ tự quản ở các lĩnh vực, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương những năm qua để tạo nguồn lực bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp ủy đảng chính quyền toàn tỉnh hưng yên đã chỉ đạo vận động nhiều tập thể cá nhân tham gia đóng góp xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả thiết thực và trở thành điểm tựa vững chắc về tinh thần và vật chất cho trẻ em nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website hungyen.tv.vn, trang fanpage Tin tức Hưng Yên 24 trên 7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin quốc tế.